Trong bài này, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tạo một cái hiệu ứng chân dung chữ như thế này. Thì các bạn thấy đây là tác phẩm mà chúng ta đã thực hành. Và đây là hình gốc. Chúng ta sẽ tạo ra một cái tác phẩm chân dung hiệu ứng chữ như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành. Chúng ta sẽ mở cái file gốc lên. Đầu tiên, chúng ta sẽ chuyển cái layer này qua layer 0. Đúp vào và ok. Chúng ta sẽ vào trong select mà chúng ta chọn là color range. Thế đây chúng ta sẽ tạo ra hai layer. Một cái layer chứa cái phần selection của cái shadow và một cái layer chứa cái phần selection của midtone. Bây giờ tôi sẽ làm cái shadow trước. Các bạn chọn vào shadow và các bạn nhớ kích chọn là selection. Chúng ta kích vào ok. Thì bạn thấy nó sẽ chọn những cái vùng shadow, những cái vùng tối như chúng ta. Bây giờ chúng ta nhấn Ctrl C, chúng ta copy và chúng ta nhấn Ctrl V. Thì các bạn thấy nó sẽ tạo cho chúng ta một cái layer mới chứa cái phần mà chúng ta lựa chọn cái phần shadow. Các bạn hãy tắt và chúng ta kiểm tra. Các bạn thấy nó sẽ chọn cái phần tối, copy và nó sẽ tạo cho chúng ta một cái layer của cái shadow. Tiếp theo nữa là chúng ta chọn vào layer 0, chúng ta tiếp tục. Chúng ta vào trong select và chúng ta chọn color range. Lần này chúng ta sẽ chọn là midtone. Thì midtone nó sẽ chọn những cái vùng sáng. Các bạn cũng chọn selection và ok. Và chúng ta tương tự chúng ta cũng chọn Ctrl C, copy và Ctrl V. Thì các bạn thấy nó sẽ tạo cho chúng ta, nó sẽ lựa chọn cái vùng sáng như chúng ta. Và chúng ta có được một cái layer như thế này. Bây giờ tiếp theo nữa chúng ta sẽ tăng cái độ mạnh. Thì các bạn có thể chọn vào trong layer này và chúng ta sẽ fill cho nó một cái màu. Đây là cái layer và chúng ta đã lựa chọn selection shadow. Chúng ta sẽ tô cho nó một cái màu đen. Thì các bạn có thể chọn layer này và chúng ta vào trong phần edit, chúng ta chọn là fill. Các bạn có thể nhấn phím tắt là shift F5 và chúng ta sẽ chọn là black, tức là màu đen. Và các bạn nhớ kích chọn vào cái eraser để cho nó tô cái phần mà chúng ta đã lựa chọn. Nếu các bạn không kích chọn cái phần này thì nó sẽ tô toàn cái hình ảnh của chúng ta, cho nên các bạn nhớ kích chọn vào trong đây và chúng ta kích vào ok. Thì các bạn thấy nó sẽ tô đậm thêm cái màu đen cho chúng ta. Tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ tô cho nó một cái màu xám. Các bạn chọn layer phía dưới. Ta có thể tắt layer này và chúng ta thấy. Chúng ta vào trong edit và chúng ta vào trong fill. Lần này chúng ta sẽ chọn là 50% gray, tức là màu xám. Và cũng nhớ là kích chọn một eraser. Và ok. Thì các bạn thấy nó sẽ tô cho chúng ta một cái màu xám thế này. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ gom hai cái layer này lại. Chúng ta chọn hai layer này và nhấn Ctrl E để cho nó mẹt cái layer này lại. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại hình gốc. Thì các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ có những cái dòng chữ để tạo nên một cái bức ảnh chân dung dạng như là chữ. Thì chúng ta sẽ tạo cho nó một cái grid chữ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái project mới. New. Ok. Chúng ta có thể copy một cái dòng chữ nào đó cũng được mà chúng ta dán vào trong đây. Thì các bạn thấy tôi sẽ copy một cái dòng chữ ở trên trang web và chúng ta sẽ copy nó và chúng ta dán vào Ctrl C và chúng ta sử dụng cái lệnh tab phím tắt là T. Các bạn có thể kích một điểm mà chúng ta kéo ra và sau đó chúng ta Ctrl V, chúng ta dán vào. Thì các bạn thấy chúng ta có cái dòng chữ thế này. Chúng ta cho cái dòng chữ thế này cũng được. Và chúng ta kích vào cái lệnh move để chúng ta thoát ra cái lệnh tab. Thì chúng ta có một dòng chữ thế này. Còn nếu muốn nhiều hơn thì chúng ta có thể copy. Và chúng ta có thể hiệu chỉnh cho cái chữ này lớn hơn. Thì các bạn có thể kích vào phím tắt là T. Và chúng ta kích lại vào trong đây. Ctrl A chúng ta chọn tất cả chữ. Và chúng ta tăng cái kích thước chữ lên. Ví dụ tăng lên khoảng 12. Nắm ta kéo xuống. Ok, chúng ta kích lại cái lệnh move. Bây giờ chúng ta sử dụng cái lệnh công cụ lựa chọn là M. Và chúng ta sẽ lựa chọn một cái khung như thế này. Sau đó chúng ta vào trong Edit. Và chúng ta chọn là Define Grid Reset. Tức là chúng ta sẽ tạo cho cái dòng chữ này làm cái grid. Các bạn kích vào. Ở đây nó đề nghị chúng ta là đặt tên. Thì các bạn có thể đặt tên. Ví dụ tôi đặt tên là chữ.
chẳng hạn. Và ok, thì chúng ta đã có một cái grid, các bạn có thể kiểm tra bằng cách kích vào trong lệnh grid b, và chúng ta sẽ kích vào trong đây, chúng ta sẽ thấy một cái grid chữ mà chúng ta vừa tạo. Các bạn thấy đây là cái grid chữ mà tôi đã tạo sẵn, và đây là cái grid chữ mà chúng ta vừa tạo. Bây giờ chúng ta quay trở lại hình ảnh hiệu chỉnh, thì chúng ta sẽ tạo thêm cho nó hai cái layer nữa. Chúng ta new một cái layer mới, thì các bạn có thể kích vào trong đây, họ sử dụng lệnh tắt là Ctrl Shift N, tạo một layer và thêm một layer nữa. Chúng ta tạo thêm hai cái layer mới. Ở layer phía dưới này chúng ta sẽ tô cho nó màu trắng, thì các bạn có thể nhấn Ctrl Delete để tô cho nó một cái màu trắng. Và chúng ta tắt cái layer này đi. Bây giờ chúng ta chọn cái layer phía trên, và chúng ta sẽ sử dụng grid. Chúng ta grid ở trên đây, bạn có thể tắt cái layer không cũng được. Chúng ta sử dụng grid thì các bạn nhấn phím B. Lần này chúng ta sẽ chọn cái grid. Ở đây chúng ta đã tạo, các bạn thấy chúng ta chọn cái grid này chúng ta vừa tạo lúc nãy, và chúng ta có thể grid nó, chúng ta có thể tăng cái opacity này lên để cho cái grid cho nó đậm B, và chúng ta sẽ grid lại, chọn layer phía trên và chúng ta sẽ grid như nó. Bạn thấy nó sẽ tạo ra những cái dòng chữ như thế này. Ok. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ tạo cho cái layer này một cái mask. Thì các bạn có thể kích vào trong cái mask này, áp một cái layer mask, và các bạn nhấn Select và kích vào trong cái mask màu trắng, cái layer màu trắng này, thì nó hiện qua cái layer màu trắng cho chúng ta. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ chọn một cái layer này và chúng ta copy toàn bộ. Chúng ta hãy tắt cái layer này đi. Chúng ta sẽ copy cái layer này và chúng ta dán vào trong cái mask này. Chúng ta nhấn Ctrl A và chúng ta nhấn Ctrl C. Chúng ta copy cái layer 1 này, và ở trên đây chúng ta sẽ dán vào, thì các bạn có thể mở cái layer này lên. Các bạn chọn vào layer này và nhấn kèm phím Select, chọn cái layer màu trắng. Sau đó chúng ta nhấn Ctrl V, chúng ta dán vào. Để bỏ chọn thì chúng ta nhấn Ctrl D. Các bạn thấy. Bây giờ tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ chuyển qua cho cái layer 3 này, cái layer phía bên đây. Thành âm bản thì các bạn nhấn Ctrl Y, chuyển qua âm bản thế này. Và chúng ta sẽ kích chọn vào trong cái layer chữ phía bên trái. Các bạn thấy chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng như thế này. Các bạn có thể bật cái layer màu trắng phía dưới lên. Chúng ta thấy chúng ta có một cái hiệu ứng như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ áp cho nó một cái hiệu ứng trong FX. Chọn cái layer trên cùng và chúng ta kích vào FX. Chúng ta mở cái layer option lên. Tôi sẽ chọn là Gradient Overlay. Và tôi sẽ chọn một cái dạng Gradient màu sắc cho nó. Ví dụ thế này. Ok. Chúng ta kích vào OK. Thì bạn thấy chúng ta có một cái hiệu ứng thế này. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng grid và chúng ta grid cho nó rõ lại. Thì các bạn nhấn phím B và chúng ta sẽ chọn một cái loại grid khác, không phải là grid chữ nữa, và chúng ta chọn là grid này. Chúng ta thu nhỏ lại bằng cách kích chuột phải và chúng ta sẽ giảm cái size lại. Tôi sẽ grid như này để cho thấy rõ cái con mắt. Hoặc các bạn có thể giảm opacity đây lại để chúng ta grid cho nó mềm hơn. Nhấn là đu lại. Chúng ta giảm lại, chúng ta grid cho nó mềm hơn. Ok. Và tăng cái grid lên chút xíu. Chúng ta có thể grid cho nó. Thu nhỏ lại và chúng ta grid để thấy được cái phần miệng. Ok. Thì tùy thuộc vào chúng ta hiệu chỉnh. Thì các bạn có thể grid để cho nó giảm lại những cái chữ để chúng ta lộ rõ cái hình lên. Thì tùy vào chúng ta có thể hiệu chỉnh. Ok. Thì đó là cách mà chúng ta thực hiện một cái bức ảnh chân dung hiệu ứng chữ như thế này. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp.